Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ngày 8 tháng 6 năm 2021. Và bây giờ là khoảng 7 giờ tối giờ Cali. Thì ở Việt Nam, đó, cái lúc mà làm video này là đã là ngày thứ tư tại Việt Nam rồi. Thì các bạn đã chứng kiến là ngày hôm nay đó, chúng ta đang trong cái tình trạng phần lớn thị trường là cái tình trạng cực kỳ lo sợ. Chúng ta đang nhìn vào cái chỉ số tham lam và sợ hãi thì chúng ta thấy được là chỉ số này ở cái mức ngày hôm nay đó là chỉ số thứ 14 có nghĩa là cực kỳ sợ hãi. Có phải đây là cái lúc mà chúng ta sợ hãi nhất trong thời gian gần đây hay không? Thì các bạn thấy được là không phải cái ngày mà chúng ta sợ hãi nhất đó, gần đây. Đó chính là cái ngày mà chỉ số này xuống còn số 10. Thứ nhất là ngày 24 tây tháng 5. Thứ nhì là ngày 30 tây tháng 5. Cho nên các bạn thấy được là đây không phải là cái thời điểm sợ hãi nhất trong thời gian một tháng qua nhưng mà chỉ số 14 đó, của nó cũng là chỉ số rất là sợ hãi rồi và cái bàn điều chúng ta chỉ số 14 ngày hôm nay là cực kỳ sợ hãi ngày hôm qua chỉ số là 13 cũng cực kỳ sợ hãi thì tại sao mà nhiều người lại sợ hãi như vậy có thể là nhiều bạn đó theo dõi thuần capital nhiều năm và có chiến lược là trung bình giá cho nên không thấy sợ hãi nhưng mà thật ra trên thị trường bây giờ đó có rất nhiều người đang sợ hãi thì tại sao tại vì bây giờ đó chúng ta thấy ngày hôm qua trước đó trong dòng thời gian gần đây đã có rất nhiều những cái thông tin có phần đúng có cái phần là không đúng nhưng mà phần lớn những thông tin này đã ít nhiều gì cũng gây ra cái sự hiểu lầm và gây ra nhiều cái sự lo sợ đến từ nhiều người để thường chia sẻ một số những thông tin không tốt với các bạn ngày hôm nay sau đó chúng ta sẽ nói tới những thông tin ngày hôm nay cũng nổi bật và những thông tin mà lạc quan hơn cũng như chúng ta sẽ nói tới tình hình giá cả tại vì giá cả thực sự bây giờ là không lạc quan lắm nhưng mà đó là chúng ta nói tới ngắn hạn mà thôi chúng ta cũng sẽ nói tới dài hạn như thế nào và tình hình ngày hôm nay đó chúng ta thấy được là diễn biến khá là phức tạp có rất nhiều những thông tin đến từ Michael à, đến từ những cái người lập pháp ở Nam Mỹ đến từ cái thông tin từ chính phủ Hoa Kỳ vân vân Thường sẽ tóm tắt lại những thông tin đó trong cái video ngày hôm nay với các bạn nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời quyền đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và những bạn nào mà chưa có theo dõi thuần capital trên những cái mạng xã hội thì các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin chính thức như là telegram facebook và twitter để các bạn có thể theo dõi kênh chính thức để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất thì bây giờ đó có rất nhiều những cái channel giả mạo Các bạn cần nên cẩn thận tại vì kênh Thuận Capital đó Thứ nhất là Thuận Capital chỉ là một đơn vị cung cấp thông tin mà thôi Không có phải là một đơn vị giúp đỡ các bạn đầu tư Cho nên những người nào mà nhắn tin cho bạn kêu gọi đầu tư thì bạn cần phải nên cẩn thận tại vì thuận Capital sẽ không kêu gọi các bạn đầu tư cũng như là thuận sẽ không bao giờ kêu gọi các bạn gửi tiền tới bất cứ địa chỉ ví nào thì bây giờ có rất là nhiều những cái đơn vị giả mạo cũng như là kênh Thuận Capital không có bán khóa học, các bạn cũng cần phải cẩn thận những nơi nào mà liên hệ với các bạn mượn danh Thuận Capital mà nói về đầu tư quỹ thác hay là bán khóa học hay là kêu bạn gửi tiền tới bất cứ địa chỉ nào thì các bạn cần phải nên cẩn thận. Đây là những cái thông tin chính thức đến từ Thuận Capital. Chúng ta bây giờ hãy trở lại để mà nói về tình hình của thị trường đi, thì các bạn thấy được là đầu tiên hết cái thông tin mà được nói tới nhiều nhất ngày hôm nay đó, đó chính là thông tin không có gì khác lạ ngoài trừ là chúng ta cũng đã nói tới ngày hôm qua là thông tin liên quan đến cái vụ hát à colonial pipeline đây là cái vụ hát mà cũng đã xảy ra ở hoa kỳ và vụ hát này đó là có cái nhóm hacker đó gọi là darkside cái nhóm này đã hát một cái công ty và công ty này liên quan tới công ty dầu của hoa kỳ và sau đó họ đã đòi cái tiền chuột đó là khoảng 4 triệu mấy đô la thì cái vấn đề này cũng đã được nói tới rất nhiều trên báo chí nhưng mà sau đó thì công ty uh, Colonial cũng đã đồng ý là trả cái số tiền là 4,1 triệu đó và trả bằng tiền kỹ thuật số và trong đó chúng ta có Bitcoin và cái thông tin chúng ta nhận được đó là chính phủ Hoa Kỳ nói là đã có cách lấy lại được 2,3 triệu đô la nghĩa là khoảng chừng phân nửa cái số tiền mà đã đóng làm tiền chuột cho cái nhóm dark sai này thì cái câu hỏi bây giờ đã nhiều người lo lắng tại vì nhiều bài viết bây giờ đã viết không rõ ràng nói là chính phủ Hoa Kỳ đã có thể hack được Bitcoin và lấy lại số tiền là 2,3 triệu đô la thì trước hết các bạn cần nên hiểu nếu như mà chính phủ Hoa Kỳ có thể tìm cách hát được mà lưu Bitcoin đó thì họ sẽ không có dùng cái đó để chỉ hát để lấy 2,3 triệu đô la mà họ sẽ dùng cái đó để mà đánh sập Bitcoin hay là họ sẽ hát cái số lượng lớn hơn chứ không có vì 2,3 triệu mà chính phủ Hoa Kỳ à, lại đi hát Bitcoin như vậy đó là điều đầu tiên cho nên các bạn thấy được là mạng lưới của bitcoin đó là mạng lưới mà nhiều bạn đều biết là phi tập trung cái sổ cái không thể thay đổi được thì nhiều người bây giờ đó lại nhầm lẫn là chính phủ hoa kỳ có thể thay đổi sổ cái bitcoin được có thể đóng băng bitcoin làm cho nhiều người lo lắng nhưng mà trên căn bản đó cái mà chúng ta nhận được từ chính phủ hoa kỳ chính xác như thế nào đó đương nhiên họ sẽ không chia sẻ với các bạn tại vì chính xác cách làm như thế nào họ đương nhiên sẽ giấu kín để có thể sử dụng cách làm đó sau này cho những cái việc làm tương tự đến những cái group hacker nhưng mà thông tin chúng ta nhận được á, được chia sẻ là cái nhóm hacker này đó đương nhiên sau khi mà họ hát thì họ sẽ tìm cách để mà tẩu tán cái số lượng bitcoin này thông qua nhiều cái địa chỉ bí khác nhau để đánh đạt hướng mọi người nhưng mà trên căn bản cái bạn thi được trên mạng lưới của Bitcoin đó là mạng lưới mở tất cả những giao dịch đều có thể dễ dàng quan sát được và đương nhiên có những cái đơn vị những công ty mà được mướn bởi chính phủ Hoa Kỳ được mướn bởi FBI như là công ty Chainalysis City đi những công ty mà rất là giỏi tìm cách để mà theo dõi những cái địa chỉ ví và vì một cái lý do nào đó đó cái số tiền 2,3 triệu này đã được đưa vào một cái địa chỉ ví mà cái địa chỉ ví đó nằm ở trong một cái server có nghĩa là nằm ở trong một cái máy chủ và FBI đã có thể lấy được giấy tờ của chính phủ để có thể là tới tịch thu cái máy chủ đó và trong cái máy chủ đó đó người ta chuẩn đoán là cái người mà hacker này đó khi mà họ lưu trữ Bitcoin trong địa chỉ ví trong máy chủ đó thì họ đã lưu trữ cái khóa cá nhân trong cái máy chủ đó và cái mà FBI có thể hack được là cái máy chủ đó để lấy được cái khóa cá nhân cho nên mới có thể di chuyển được cái số lượng Bitcoin này trên căn bản cái mà bị hack đó, người ta nói đó chính là cái server hay là cái máy chủ chứ không phải là cái ví của Bitcoin bị hack. Đây là như mình muốn chia sẻ với các bạn tại bây giờ có rất nhiều người lo lắng nói là Bitcoin nếu như mà chính phủ có thể dễ dàng tịch thu như vậy thì đã mất đi một cái yếu tố quan trọng mà nhiều người cho là Bitcoin có mà những loại tài sản đã không có được, đó chính là không thể tịch thu được các bạn thấy được là mạng lưới Bitcoin cho đến bây giờ vẫn hoạt động bình thường chính phủ Hoa Kỳ không có hack mạng lưới Bitcoin được chỉ là đây là một cái vấn đề liên quan đến một hacker nào đó lưu trữ một cái ví ở trong một cái máy nào đó mà bị chính phủ tịch thu và họ đã có cách để mà hack được cái máy đó để lấy cái khóa cá nhân mà được lưu trữ trong cái máy server đó đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn tại vì giờ có rất nhiều những cái bài báo viết là mạng lưới bitcoin đã bị hack đây không phải là sự thật nhưng mà nhiều người cho là đây cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy giá cả đi xuống tại vì gây ra cái sự hoảng loạn trên thị trường nhưng mà chúng ta còn nhiều những thông tin khác tôi muốn chia sẻ với các bạn các bạn thấy được là tin tức kế tiếp đó mà không được tốt đó chính là cái tin tức mà các bạn thấy được là chúng ta đã thấy đây là cái tài liệu được chia sẻ bởi classno thì chúng ta thấy được đó là có những cái thời đào cũng đã bắt đầu di chuyển cái bitcoin của mình rời khỏi ví thì nhiều người cho là khi mà thời đào di chuyển bitcoin rời khỏi ví là để bán và trong đây chúng ta thấy được là không biết thời đào nào nhưng mà đã có năm bịch bitcoin rời khỏi cái ví của câu hỏi đào đó thì nhiều người cho là đây cũng là một trong những cái dấu hiệu cho thấy được là có thể một là nhiều thời đào đã bắt đầu cần phải bán bịt của mình tại vì các bạn thấy được là họ cũng cần phải có tiền để có thể tiếp tục kinh doanh công việc đào của họ các hội đào các công xưởng đào đó chỉ là một công ty mà thôi các bạn thấy được họ cũng cần phải mướn nhân viên mướn mặt bằng trả tiền điện vân vân cho nên tới phút cuối cùng họ vẫn cần phải tiếp tục bán Bitcoin để có thể là có chi phí để có thể tiếp tục kinh doanh nhưng mà một điều khác nữa có thể nhiều người nói là cái hội đào mà bán đó hay là di chuyển số lượng bitcoin này có thể là những hội đào mà nằm ở trung quốc tại vì các bạn thấy được là nhiều tin đồn bây giờ để trong vòng 3 tháng tới đây thì trung quốc sẽ tiếp tục siết chặt và không cho nhiều hội đào hoạt động ở trung quốc nữa cũng như là điều này có thể dẫn đến là những cái hội đào họ bán một phần Bitcoin của mình để có chi phí để rời khỏi Trung Quốc hay là họ bán số lượng Bitcoin trong tay tại vì họ không muốn tiếp tục kinh doanh đào nữa. Chúng ta thực sự không biết được là hội đào nào đã bán, chúng ta chỉ biết là có một số lượng Bitcoin là khoảng 5.000 Bitcoin rời khỏi ví của những cái thợ đào. Thì chúng ta thấy được đó là khi mà các bạn nhìn vào cái thông tin đến từ Crypto Khoan đó Thì nhiều bạn sẽ hỏi là chúng ta không thấy được là có dấu hiệu là những cái thợ đào bán Thì tại sao mà trên Classnode thì chúng ta thấy được là có cái số lượng Bitcoin này di chuyển nhưng mà ở trên crypto coin thì lại không thấy tại vì đây là hai chỉ số khác nhau ở trên crypto coin đó đây là cái chỉ số là tính chung tất cả những thời đào nhưng mà tính theo cách là one year moving average có nghĩa là tính theo cái số lượng bán trung bình đường trung bình trong vòng một năm qua thì có thể là cái số lượng bitcoin này đó các bạn phải cần thấy thêm một thời gian nữa trước khi mà chúng ta thấy cái số lượng bitcoin này Ảnh hưởng đến cái đường trung bình Tại vì cái mà chỉ số này cho các bạn thấy được đó là trung bình Thợ đào bây giờ là tổng hợp hết là đang bán nhiều hay là bán ít Và cái chỉ số này cho chúng ta thấy được là cái lực bán là bao nhiêu Hiện bây giờ đó tuy là các bạn thấy được là 5.000 Bitcoin này rời khỏi ví của thợ đào Nhưng mà cái số 5.000 này đó so với lại những cái chỉ số trước đây đó thì không có nhiều Các bạn thấy được chúng ta cần phải thấy chỉ số này hơn con số 2 Thì mới cho chúng ta thấy được là nhiều thợ đào bán số lượng lớn Bitcoin 5.000 này tuy không phải là số lượng nhỏ nhưng mà đối với tính chung cái số lượng mà có thể được bán bởi những thời đào đó thì số lượng này không có lớn đây cũng là một những lý do tại sao chúng ta không thấy cái số này ảnh hưởng đến cái chỉ số của crypto khoa nhưng mà đây cũng là một thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn